người dân dùng chài bắt cá thần ở Nghệ An. Mấy ngày qua, con cá khá lớn xuất hiện trên mương nước ở Nghệ An, khiến người dân đồn thổi là cá thần. Tuy nhiên, một người dân vừa dùng chài bắt được cá lên và xác định đó chỉ là cá chép thông thường. Ngày 21 tháng 2, ông Nguyễn Bá Dược, trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, đã dùng chài vây bắt được con cá xuất hiện trong vài ngày qua tại một con mương dẫn nước ở xóm Hòa Thành, xã Hiến Sơn, mà trước đó người dân địa phương đồn thổi là cá thần. Sau khi ông Dược bắt được con cá này, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem và tận tay sờ cá. Theo người dân địa phương, con cá này được một người dân phát hiện tại đoạn mương nêu trên vào sáng mùng 1 Tết. Đã dùng kích điện để bắt nhưng không thành. Sau đó con cá tiếp tục nổi lên rồi lặn xuống ở đoạn mương này, khiến nhiều người đồn thổi cho rằng đây là cá thần. Thu hút đông người hiếu kỳ tụ tập, bàn tán. Một số người còn hoang mang đến thắp hương bên bờ mương nơi con cá xuất hiện để cầu may. Xác định đây chỉ là một con cá bình thường nên sáng ngày 21 tháng 2, ông Dược đã dùng chài để đánh bắt. Sau khi bắt được cá, ông Dược mang về thả vào một chậu nước lớn ở giữa sân nhà để mọi người cùng xem. Theo ông Dược, đây là cá chép bình thường, nặng 3,2 kg và có dấu hiệu bị bệnh. Nguyên nhân khiến con cá này nổi lên lặn xuống trong mấy ngày qua có thể do bị người dân kích điện bắt trước đó làm nó bị thương. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiến Sơn cho biết, đây là cá chép thông thường, không có gì lạ. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, do quá nhiều người kéo đến xem và theo dệt thổi đồn, chính quyền đã cho phép ông Dược đánh bắt con cá này